phận tiến bộ quốc tế tại Hà Nội, bà Nhàn liên hệ đến kinh doanh nhiều ngành nghề. Và góc phần âm nhạc như thường lệ, chúng tôi sẽ có tạp chí thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách. Chương trình của RFI Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này. Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Trọng Nghĩa và Chi Phương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự chủ nhật ngày 22 tháng 5 năm 2022. Sau Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ Joe Biden công du Nhật Bản với một mục tiêu quan trọng là củng cố bộ tứ chống Trung Quốc. Công đảng Úc trở lại nắm quyền sau 9 năm vắng mặt. Tổng thống Mỹ Joe Biden nằm trong danh sách 963 người Mỹ bị cấm vào Nga. Diễn đàn Davos khai mạc trong nỗi quan ngại về tình hình Trung Quốc và cuộc chiến Ukraine. Kính thưa quý vị, sau hơn 2 ngày thăm Hàn Quốc và hôm nay 22 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến Nhật Bản, chặng thứ hai trong vòng công du châu Á đầu tiên của ông từ khi nhậm chức. Ngoài các vấn đề liên quan đến quan hệ song phương Mỹ-Nhật, thì chuyến thăm của Tổng thống Biden còn nhằm củng cố bộ tứ Quad với một cuộc họp thượng đỉnh dự trù vào thứ ba tới đây tại Tokyo. Bộ tứ là một cơ chế bao gồm 4 nước, Mỹ, Nhật, Úc và Ấn Độ, được hình thành nhằm đối phó với đảo Văn Lèn của Trung Quốc trong khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương. Từ Tokyo, thông tin viên RFI Federica phân tích. Pour Joe Biden, l'alliance Quad doit servir à contenir la montée en puissance de la Chine dans la région Indo-Pacifique. Đối với Joe Biden, bộ tứ phải ngăn chặn đà bành trướng của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương vào lúc nguy cơ Trung Quốc xâm lược Đài Loan ngày càng rõ và các cuộc tập trận chung Nga Trung Quốc ngày càng gia tăng. Tại Tokyo, Liên minh bán chính thức này sẽ bổ sung một chương trình kinh tế vào khuôn khổ an ninh của toàn khối do những khó khăn với Ấn Độ về vấn đề quốc phòng. Hoa Kỳ sẽ loan báo việc hình thành một tập hợp kinh tế mới mở ra cho các nước trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương nhằm tích hợp các chuẩn mực, kỹ thuật số, thương mại, môi trường và thiết lập các chuỗi cung ứng không có Trung Quốc. Nhóm mới này mang tên khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương sẽ không mấy hữu ích cho các nước Đông Nam Á vì không mang lại bất kỳ lợi thế thương mại nào cho việc xuất khẩu sản phẩm của họ sang thị trường Hoa Kỳ. Nhật Bản hiện đang thúc đẩy Mỹ tái gia nhập Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, quy tụ các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương và châu Mỹ, một khối thương mại tự do hơn mà cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút ra khỏi vào năm 2017. Cho dù vậy, chính quyền Joe Biden luôn tìm cách thay đổi môi trường kinh tế